Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thuyền Tép giới thiệu các sản phẩm audio hàng bãi tại Nhật của Sơn Tùng Japan. Và để tiếp tục chương trình thì trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2021 thì em đã về được một chiếc Omni. Mới về xong. Có của hãng Đờ Lông, em sẽ đưa máy quay lại gần để cho mọi người cùng quan sát. Đờ Lông S10 Bala mã Limited đúng không ạ? Hàng này thì gần đây rất là hot các bác nhé. Được rất là nhiều các bác ở bên Việt Nam gọi điện nhắn tin đặt hàng cho em. Đó thì vì là hàng này dạo này nó nhiều người hỏi quá và nó cũng hơi hiếm hàng kể cả bên Nhật nha. Đó thế này thì em cũng không dám nhận đặt trước của ai cả. Đấy, cứ hàng về em báo lên kênh như này. Bác nào mà nhanh tay inbox gọi điện trực tiếp cho em để thì là sẽ có duyên của nó nhá. Thì đây là dây nguồn này. Đấy, nguồn zin của nó này. Và sách hướng dẫn các bác nhá. Em sẽ quay qua một lượt vòng quanh chiếc Omni này để cho mọi người cùng quan sát, quay gần như này nhá. Chiếc Omni rất là đẹp. Đấy. Các góc cạnh của nó là gần như là không có bị xước ở đâu quá là lớn cả. Đấy. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đây nha, các cái chân cắm nó RCA của nó còn rất là sáng các bác nhá. Rồi, đấy. Đây, mã model của máy là 1593. Đấy, khi mà bác nào mà đặt hàng với em ấy thì em sẽ gửi cái con máy này có model như này nha. Khi các bác nhận hàng check đúng cái này thì nhận, còn không thì không nhận. Đấy. Thì cái dòng này thì nó không cần phải nói nhiều nữa, em cũng đã có nhiều cái video quay về cái con Đờ Lông S10 Bala mã Limited này rồi. Con này thì cái công suất nguồn của nó là 300W này. Con này nó là nguồn xuyến cho chất âm cực kỳ là hay, trong trẻo, uy lực. Thích hợp đánh với các dòng loa JBL hay là đặc biệt là kết hợp với các cái dòng Bose 601, 701 hay là các cái dòng loa 464 được chúng ta dùng để nghe nhạc rất là hay. Đó. Và bây giờ em sẽ đấy, đây là một vòng quanh chiếc Omni, em quay cho mọi người cùng xem. Cái hàng bóc ra vẫn còn nguyên cái bụi của xốp này, xốp trắng này. Đây. Bụi xốp này. Đó. Đấy, đây là sách hướng dẫn của nó này. S10 Bala mã Limited. Đến hôm nay vẫn có nhiều người nhầm thành QS10 các bạn. Đây, nhìn cái chữ cách điệu bên này này. Đấy, cái chữ S họ cách điệu thì lại thành QS10 ạ. Sẽ xem lại thông số nó một chút nào, vì em không nhớ nữa. Đấy, đây nó sẽ có sách hướng dẫn này. Đây rồi. Thông số của nó đây các bác nhé, nhìn để ý này. Cái trở kháng 8 ohm này thì nó sẽ được là 100W cho một kênh. Đấy, trở kháng 4 ohm thì sẽ được là 200W cho một kênh. Đây, speaker A hoặc B này thì 4 đến 16 ohm. Đấy, tức là chúng ta đánh cầu riêng lẻ AB thì 4 đến 16 ohm. Còn hai cầu A cộng B thì là 8 đến 16 ohm, được chưa? Cái dưới này là những cái tần số bát chép này. Nó sử dụng nguồn 100V, tần số 50-60Hz, đúng không ạ? Công suất tiêu thụ là 300W này. Đấy, cân nặng của con này là 29kg. Và con này này, có cái bề ngang này. Ngang là 434, đấy, chiều cao là 181, chiều sâu là 485, đơn vị là mm các bạn nhé. Đó. Bây giờ em sẽ kết nối chiếc Omni này với lại bộ đôi cặp loa ở trên đây để chúng ta test thử chất âm của nó. Và bây giờ thì em đã kết nối được chiếc Omni này với cặp loa hai cặp loa phía trước rồi, em đấu cả hai cặp được các bạn nhé.
Đấy, một cặp BMB và Boss để chúng ta cùng nghe thử chất âm của chiếc âm ni cũng như là khi chúng ta đấu kết hợp giữa hai cặp loa với nhau thì nó sẽ ra cho một cái tiếng bass đó như thế nào các bạn nhá. Em sẽ test thử một đoạn non stop remix ở đây. Đi ăn đi chơi chỗ nào khi nào thông thả về nhà anh nha. Nói một là một mà.
test vừa rồi thì em thấy rằng là một sự kết hợp cực kỳ là hoàn hảo, ăn ý giữa dòng âm ly đá lông cùng với cặp loa BMB cũng như là Bose. Âm ly đá lông thì là nó cho một cái tiếng nhạc lời nghe nó sáng, nó trong, tiếng chép tiếng trung nó trong, nó sáng, và tiếng bass thì nó lực. Và rất thích hợp để cho các cái bác hay là các cái anh bạn trẻ mà muốn nghe các cái thể loại nhạc mạnh, thích nghe tiếng bass bạo lực thì chúng ta sử dụng dòng đá lông. Và một sự kết hợp cực kỳ là tốt nữa giữa cặp loa BMB với cặp loa Bose các bác nhé. Và em xin được báo giá chiếc âm ly này, đó chính là chiếc âm ly đá lông PMA S13 Limited này. Với tình trạng đẹp mà xuất sắc như thế này thì sẽ được ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam với giá là 36 triệu các bác nhá. Do thời điểm gần Tết thì là nó cũng sẽ giá sẽ được tăng, sẽ bị tăng nhẹ lên một chút. Các bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ gọi điện trực tiếp cho em theo hai số điện thoại ở trên tấm bảng phía trước. Đó, cả hai số đều được em sử dụng ở tại Nhật thì các bác gọi số nào cũng được. Vâng, và video của em xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo.